NASA dự kiến phát trực tiếp sự kiện thiên văn kỳ thú này nếu thời tiết ở Nam Cực thuận lợi. NASA cho biết nhật thực toàn phần ngày 4 tháng 12 sẽ được phát trực tuyến trên YouTube và tại nasa.gov/live. Bắt đầu từ 13:30 ngày 4 tháng 12 giờ Việt Nam. Nhật thực toàn phần hôm nay 4 tháng 12 là nhật thực toàn phần duy nhất của năm 2021. Nơi duy nhất quan sát được nhật thực toàn phần lần này là Nam Cực. Giống hầu hết các lần nhật thực toàn phần ngày 4 tháng 12 sẽ diễn ra tương đối ngắn. Tổng cộng thời gian nhật thực chỉ kéo dài tối đa 1 phút 54 giây theo Sky và Telescope. Nhìn chung, độ dài của nhật thực phụ thuộc nhiều vào vị trí người yêu thiên văn quan sát. Giai đoạn nhật thực một phần sẽ kéo dài khoảng 1 giờ. Nhật thực một phần bắt đầu lúc 2:14 giờ Việt Nam, nhật thực toàn phần đạt đỉnh điểm lúc 2:33 giờ Việt Nam và nhật thực một phần kết thúc lúc 3:15 giờ. Theo NASA, hình ảnh động về bóng của nhật thực và đường đi dự đoán của nhật thực quanh trái đất cho thấy người yêu thiên văn của hầu hết các quốc gia sẽ không thể quan sát nhật thực toàn phần trực tiếp bằng mắt thường. Nhìn chung, nhật thực hôm nay sẽ không quan sát trực tiếp ở Việt Nam hoặc bất kỳ nơi nào ở Bắc Bán Cầu. Trên thực tế, nơi duy nhất có thể tận mắt nhìn thấy nhật thực toàn phần là Nam Cực. Tuy nhiên, một số khu vực có thể thấy được phần nào nhật thực cuối cùng của năm 2021. Theo NASA, người yêu thiên văn ở các khu vực của Saint Helena, Namibia, Lesotho, Nam Phi, Nam Georgia và quần đảo Sandwich, quần đảo Crozet, quần đảo Falkland, Chile, New Zealand và Australia có thể nhìn thấy nhật thực một phần trong ngày 4 tháng 12 tùy thuộc vào thời tiết địa phương. Xem nhật thực một cách an toàn, nhìn thẳng vào mặt trời có thể dẫn đến mù lòa và các dạng tổn thương mắt vĩnh viễn khác nếu mắt không được bảo vệ thích hợp. Nhìn trực tiếp vào mặt trời nguy hiểm vì tia cực tím đốt cháy một bộ phận nhạy cảm của mắt gọi là võng mạc. Tổn thương có thể xảy ra trong vài giây và có thể làm suy giảm thị lực vĩnh viễn. Theo Live cảnh báo, để quan sát mặt trời hoặc xem nhật thực an toàn, hãy sử dụng kính bảo vệ đặc biệt hoặc kính nhật thực đã được chứng nhận. Không sử dụng kính râm cơ bản, ngay cả khi kính đó có khả năng chống tia cực tím, vì như vậy chưa đủ để giữ an toàn cho đôi mắt của bạn. Với các nhiếp ảnh gia thiên văn cần dùng bộ lọc năng lượng mặt trời đặc biệt trên thiết bị. Ngay cả khi nhật thực toàn phần cực đại, với những người yêu thiên văn nghiệp dư muốn ghi lại sự kiện nhật thực bằng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh, chỉ nên chụp ảnh đơn giản, góc rộng là đủ. Nhật thực nguyệt thực tiếp theo xảy ra khi nào? Nhật thực xảy ra khi mặt trăng di chuyển giữa mặt trời và trái đất. Ở vị trí này, mặt trăng chặn ánh sáng của mặt trời trong một thời gian ngắn. Một phần hoặc toàn phần tùy thuộc vào vị trí quan sát nhật thực trên trái đất. Trong hiện tượng nhật thực toàn phần, một số khu vực của trái đất có thể chuyển sang tối như ban đêm trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu ngắm mặt trời vào thời điểm này, người yêu thiên văn sẽ thấy quầng mặt trời phần ngoài cùng của bầu khí quyển mặt trời ở xung quanh mặt trăng. Theo NASA, nhật thực tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Nhật thực lần này là nhật thực một phần và có thể quan sát được ở phía đông nam Thái Bình Dương và nam Nam Mỹ. Nguyệt thực xảy ra khi trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng. Điều này dẫn đến việc trái đất đổ bóng của chính mình lên mặt trăng, khiến mặt trăng có màu đỏ sẫm trên bầu trời. Theo tamendate.com, nguyệt thực tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2022 và có thể nhìn thấy ở Bắc và Nam Mỹ cũng như các khu vực của châu Phi và châu Âu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.